Ok, xin kính chào quý anh chị nhà tư, chúng ta đã quay trở lại với kênh youtube của em tôi Mới Invest trong phiên dịch đầu tuần, ngày thứ 2, 27 tháng 2 Các anh chị ha à, Thì cái video cuối tuần thì Tuấn cũng đã có những cái góc nhìn Gửi đến với mọi người về tình hình của thị trường chung cũng như là các cái mã cổ phiếu Mà các anh chị chúng ta đang rất là nóng lòng Chúng ta như nào à? à, theo dõi và quan sát những cái vận động của thị trường cũng như là cổ phiếu đúng không ạ à? đấy Thì uh, như Tuấn có chia sẻ với cái uh, cái cái tiêu đề là VN đất chúng ta sẽ khó giữ ở cái vùng 1030, đúng không ạ à? và ngoài ra thì về cái vấn đề là tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài họ bán rong là lý do là như nào ạ à? À, cái chỉ số làm phát của nước Mỹ có về xu hướng đang ấm dần trở lại là nóng dần trở lại đi thì cái việc mà à, dự báo rằng là trong cái tháng tới khi mà cuộc họp Fed diễn ra thì có khả năng là như nào ạ à? À, có khả năng là họ sẽ tăng lãi suất một cách nó nhanh chóng hơn để mà kìm hãm lại mà một cách nó nó gì là dứt điểm cái cái việc mà lạm phát nó ấm dần trở lại các anh chị ha nên có cái xu hướng tăng trở lại đấy thì đó là trong ngắn hạn sẽ có những cái rủi ro như vậy và thị trường tài chính của chúng ta nó cũng sẽ như thế nào à? à? nó cũng sẽ phản ánh trước phần nào đó cũng như là các anh chị chúng ta cũng thấy là là như nào à bên Dow Jones Mỹ thì như nào à, à cũng có những cái đợt sụt giảm vừa qua này đấy những cái đợt sụt giảm vừa qua đối với lại là Uh, Dow Jones nó cũng đã cho thấy những cái động thái của, của như nào ạ, à? À, của tạo lập đến với lại là thị trường chứng khoán của Dow Jones này, các anh chị mà thấy không ạ, à? đã có tới tận là 1, 2, 3 phiên giảm rồi, các anh chị có thấy không? À, nếu mà tính thêm phiên này nữa thì cũng hay nói là giảm đấy. đấy, hay là phiên này phiên hồi chứ không phải phiên giảm đâu. Nhưng mà, nhưng mà cuối phiên ngày hôm thứ sáu rồi, rồi là một cái phiên giảm thì chúng ta sẽ coi cái động thái là phiên thứ hai uh, ngày hôm nay, lúc mà 9 giờ tối ngày hôm nay là chín 10 giờ tối ngày hôm nay là mở cửa này. Đấy, thì không biết rằng là, là liệu rằng là cái hỗ trợ vùng 32.600 như thế này có bị đục thủng hay là không. anh chị đã về lại quanh cái ngưỡng đấy trước rồi. Đó. Nhưng mà sớm một gì thì theo tôi thấy cái đà như hiện tại như thế này này, cộng thêm với cái việc là đồng đồng mà chỉ số đồng đô la nó đang hiện tại nó đang uh, tiến lên. Đấy. Chỉ số đồng đô la hiện tại nó đang bắt đầu nói như nào à, có cái xu hướng nó tăng trở lại. À, và nó có thiên hướng nó đang về lại quanh cái 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 ngưỡng ở vùng là uh, 106.9 cho tới vùng 107.2. Đó thì quanh quanh đó thì có nghĩa là trong vòng khoảng tầm là à, hai tuần tới hoặc là một tháng tới đó, thì à, thị trường chứng khoán nó sẽ à, như nào ạ à? có, có cái sức ảnh hưởng tới cái gì tới cái thị trường chứng khoán ha cái đồng đô la mà mạnh đồng đô la mà nó phục hồi trở lại thì thị trường chứng khoán của chúng ta có nguy cơ là cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh khá là sâu đấy rồi à, ngoài ra thì à, bên mỹ là nó cũng có gì là, có cái chiêu là gì ha nó cũng có là xuất khẩu lạm phát các anh chị ha À, nghe thì các anh chị chúng ta sẽ cảm thấy như là uh, xuất khẩu hàng hóa rồi xuất khẩu cá cha rồi xuất khẩu tôm các thứ nhưng mà các anh chị chúng ta sẽ rất là ít gặp cái 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 cái, cái cụm từ như là xuất khẩu lạm phát thì tức có nghĩa là sao giống như là mọi cái hàng hóa mà các anh chị chúng ta thấy là cũng đều là quy đổi ra đô la rồi nhất là tụi uh, dầu khí đúng không nhất là tụi dầu là các anh chị chúng ta thấy là peso đúng không peso là tất cả mọi cái giao dịch mà liên quan tới dầu là thằng phải đổi đều phải đổi qua thằng đô la hết thế thì với cái việc mà lợi dụng cái uy quyền như vậy á, thì thằng mỹ này ấy nó in thêm những cái lượng cung tiền ra đấy, cái những cái lượng cung tiền M2 của mỹ bắt đầu nó như nào à nó đang bị uh, uh, bị bị over ấy nó là thừa cung các anh chị nhưng mà uh, cái nhịp mà sản xuất ra và cũng như là cái lượng cầu mà để mà uh, đáp ứng À, mà với, với cái lượng cung đó thì nó lại không đủ thì nó sẽ như nào ạ à, bắt đầu nó xuất khẩu những cái phần mà lạm phát và về, về uh, kinh tế nó sang các cái nước khác các anh chị ha nào là qua châu Âu thì chúng ta cũng đã biết rồi và sẽ tiếp tục nó sẽ lan rộng đến toàn cầu chứ không chỉ là 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 là, là, là chỉ ở nước Mỹ là không thôi đúng không ạ à, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái châu lục khác nữa đó chúng ta gọi là à, xuất khẩu lạm phát ha. đặc biệt là ông Mỹ này ông rất là khoái với cái vấn đề là xuất khẩu uh, lạm phát ra các các cái nước khác từ những cái năm mà uh, 2007, 2008 các thứ rồi Đấy là những cái đợt mà khủng hoảng kinh tế là Mỹ toàn toàn là xuất khẩu làm phát sang những cái nước khác không à đó. Thì đó cũng là một cái điều mà các anh chị chúng ta cực kỳ lưu ý ở cái thời điểm hiện tại Mà Tuấn cũng đã có chia sẻ khá là nhiều đúng không ạ à? và, 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 và Tuấn nghĩ rằng là, là với cái việc mà như vậy thì chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro trong ngắn hạn là cực kỳ là cao Đúng không ạ? À? Cực kỳ là cao mà thậm chí là trong phiên ngày hôm nay các anh chị chúng ta thấy là nhiều mã cổ phiếu nó tiếp tục nó giảm nhưng mà cái volume của nó không có đáng kể. Đấy, volume của nó không có đáng kể các anh chị. Mặc dù là volume nó vẫn duy trì ở một cái mức thấp hoặc là trong những cái phiên ATC thì nó bị đạp với cái khối lượng cũng tương đối là lớn thôi. Đấy, đạp với khối lượng tương đối là lớn thôi. Nhưng mà sao ạ? À? nhưng mà nguyên một cái tổng thể là từ phiên sáng tới khoảng tầm 2 giờ chiều ấy, mọi thứ nó vẫn cứ cứ quanh quanh tại vì là viên đấy chúng ta mở một cái gap down biên giảm xuống đục thủng luôn cả vùng 1030 như tuấn có chia sẻ đó là chắc chắn là vùng này là cái vùng này là thủng chắc rồi đúng không và tuấn cũng đã có nói và tuấn đã vẽ trước cho mọi người những cái đường đi nước bước và những cái dự đoán của tuấn về uh, Vindex trong cái uh, video cuối tuần mà tuấn đã gửi tới với các anh chị chúng ta rồi đấy đúng không ạ nên là các anh chị chúng ta cần phải chuẩn bị những anh chị nào mà đang thực sự mà đang cầm tiền đó, thì cái tâm lý của các anh chị chúng ta đang thực cực kỳ là thoải mái và chúng ta sẽ như nào à? chờ đợi những cái nhịp mà À, cổ phiếu cũng như là thị trường nó cân bằng trở lại thì chúng ta sẽ tham gia có cái thế chủ động chúng ta tham gia ở những nhịp sau nó rất là an toàn các anh chị ha còn ở thời điểm hiện tại thì cái xu hướng nó không ủng hộ chúng ta cái xu hướng nó không phải là bại mà nó đang hiện tại nó đang là gì à đây là à, nghịch lại chúng ta thì chúng ta cần phải thế nào đứng ngoài chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ có mãi một cái góc nhìn là à thị trường nó cứ giảm xuống như này là, là là tốt đâu phải đâu đúng không ạ không phải là tốt tốt hết đâu mà nó đi kèm với là lúc nào thị trường chứng khoán nó cũng đi kèm giữa song song giữa gì à, à lợi nhuận và rủi ro đấy cho nên là mọi người cần phải quản trị những cái rủi ro mà 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 thị trường uh, chứng khoán nó, nó 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 tạo ra và cũng như là nó tiềm ẩn trong những cái giai đoạn mà 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 uh, có những cái thông tin về uh, kinh tế vĩ mô nó nó gặp uh, bất lợi các anh chị ha đấy thì hôm nay thị trường chúng ta tiếp tục vả thêm đâu đó khoảng tầm là hơn 18 điểm và có lúc là khoảng tầm là 20 điểm rồi và về lại quanh quanh cái vùng biên dưới của gì à? của cái uh, trên line rồi đây các anh chị sẽ thấy ha thì theo Tuấn thấy thì với cái áp lực mà hôm nay á, cộng hưởng thêm với cái việc là phá sinh ấy phá sinh hôm nay là có một cái sự gọi là hơi mai giáo trong phiên uh, khoảng tầm 15 phút cuối cũng giống y như cái bài vậy đó thì đầu phiên chiều rồi nó kéo ha đầu phiên chiều là phục hồi kéo này đầu phiên chiều là phục hồi kéo này đấy rồi sau đó là khoảng tầm chỉ trong vòng là 2 giờ 10 bắt đầu là 2 giờ 5, 2 giờ 10 đấy. Đấy là bắt đầu đạp xuống ngược trở lại và sau đó lại kéo trong phiên ATC từ 1005. Uh, đấy, gần kết thúc phiên 1005. 1005 kéo lên 1011. Đấy kéo lên lại 6 point các anh chị ha. Cho nên là hôm nay nó có cái cách đánh là nó vừa giết những cái ông mà lo, lo sọt ở đây này. Đấy, rồi sau đó là giết những cái ông mà lon đuổi trên này. Đúng không ạ? Rồi về lại những cái vùng đáy trước thì là quanh ngưỡng vùng 1004, 1005 á bắt đầu là có những cái lệnh mà như nào à, à đỡ và long lên đấy đấy thì hiện tại thì um, như này Tuấn sẽ vẽ lại một cái kênh mới của phái sinh cho các anh chị chúng ta tham khảo luôn ha trước khi chúng ta sẽ quay trở lại với lại là thị trường cơ sở đây chúng ta sẽ canh chúng ta kể lại này đó thì tại sao là Tuấn hôm nay là Tuấn báo với lại là các anh chị trong rum cộng đồng mấy ai là có lệnh long thì chốt hết qua cái ngưỡng vùng 1018.5 với lại là 19.5 đó mình chốt ngay long ngay cái vùng đỉnh luôn. Đây này chốt này chốt long. Ủa, Ở đây nó không ghi rồi. Ở đây nó không đâu rồi nha buồn quá nó không có lưu lại của tuấn về cái đây này đây này ai đóng lông này đó tuấn đi ở đây ha ai đóng lông đóng hết lại quanh vùng 18.5 với lại 19.5 đấy vùng 18.5 và 19.5 từ cái bi mà nó lên từ 1004 đi ha cho là 1004 đi nó kéo lên đâu đó khoảng tầm là 14 15 điểm như thế này là không lo chốt đi chứ còn làm gì nữa đồng thời nó cũng chạm lại cái đường trên live phía trên này các anh chị có thấy không ạ là ngay lập tức nó quay đầu nó giảm ngay anh chị nằm mà tham mà vô đây là sọt đuổi ấy, lon đuổi một cái nữa là coi như là là, là xong xong đời luôn, xong phim luôn. Các anh chị ha. Đấy, thì nó đang dần đi và nó nó như nào à nó đang phát có cái thiên hướng là nó đánh break được khỏi cái 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 cái, uh, cái biên uh, sideway xuống như thế này. Đó, đang có thiên hướng là đang muốn đánh vượt qua được cái biên sideway uh, đi đi xuống như thế này ha, các anh chị ha. Thì nếu như mà nếu mà trong cái tình hình mà cơ sở vẫn bị bán mạnh thì nó có thể nó test sâu về lại 1004 nha yeah, nó vẫn có thể nó test sâu về lại 1.004 là một cái điều mà có khả năng xảy ra hoặc là nó sẽ rướng lên thêm vào một cái nhịp buổi sáng và sau đó nó test sâu lại trước khi mà nó đánh break được thì theo thống thấy nhiều khả năng ngày mai sẽ là một cái phiên phục hồi của vn index dựa theo cái gì à? dựa theo cái vận động của phái sinh đấy có thể là ngày mai vn index chúng ta mở cửa là một cái gap up nó tăng một cái gap up đâu đó, đó mở cửa là 1025 chẳng hạn Đấy, rồi sau đó trong phiên thì nó sẽ có những cái nhịp mà nó nhúng xuống. Nha. nó cơ bản á, là tuấn vẽ trước đây luôn này, là tuấn sẽ hình dung là ngày mai đâu đó, đó khoảng tầm là 1025 là sẽ là mở cửa này, sau đó nhúng xuống này, test sâu về đâu đó khoảng tầm 1010, 1015, rồi sau đó tiếp tục như nào à rút chân và phục hồi đi lên tới cuối phiên. Thì tại tuấn thấy là ngày mai sẽ là một cái phiên mà có khả năng là sẽ là một cái phiên phục hồi. Hoặc là ngày mai hoặc là cuối phiên chiều ngày mai sẽ là một cái nhịp phục hồi đối với lại là VN chúng ta nha nếu như mà tiếp tục thị trường có giảm nữa thì các anh chị chúng ta cũng đừng có nên bán bởi vì mọi cái hành động bán bây giờ nó đang rất là dở rồi và cũng như là Tuấn đã chia sẻ với mọi người á để mà tư vấn các anh chị chúng ta bán ở trong cái 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 phiên ngày hôm nay ấy nó rất là khó khả là các anh chị chúng ta bán trong cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi bằng bất cứ giá nào các anh chị chúng ta cũng bán là nó sẽ ok hơn các anh chị ha ấy cho nên rằng là tới đây rồi thì không nên bán nữa mà theo tôi thấy là khi mà quanh về lại cái ngưỡng ở vùng 10, uh, 1010 đó ấy quanh quanh cái ngưỡng vùng 1010 đó nó sẽ có một cái nhịp hồi bật tốt hơn so với lại là cái nhịp ở vùng 1030 ấy có thể là sẽ phục hồi về lại đâu đó khoảng tầm là 1045 cho tới vùng 1048 ở à, quanh quanh đây các anh chị ha quanh quanh đây thì nó trước khi nó sẽ gãy tiếp thêm một đợt nữa các anh chị nha nó tiếp tục nó sẽ còn một cái đợt mà nó gãy nữa đấy ngày mai có thể là một cái phiên nó nhúng sâu về lại 1010 nhưng mà chắc chắn cuối phiên nó sẽ kéo ngược trở lại và nó đóng cửa quanh quanh cái ngưỡng ở vùng 1030 1035 rồi phiên tiếp theo đó phiên ngày thứ tư đó có thể nó tiếp tục nó phồ lên được thêm tí nữa thì các anh chị ta bán trong cái phiên ngày thứ tư là đẹp nhất nha bán cái trong cái phiên ngày thứ tư sắp tới là đẹp nhất được chưa ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ không bán nha ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ không bán mà chúng ta sẽ đợi có thể là phiên buổi chiều ở cuối phiên chiều chúng ta bán sẽ ok hơn nha Đấy, đó là cái sự mà dự đoán của Tuấn về VNX chúng ta trong phiên ngày mai đấy, thì các anh chị chúng ta sẽ coi những cái hành động hoặc là những cái mấu chốt và những cái tín hiệu nào đến từ các cái mạng cổ phiếu cũng như là từ thị trường nó có yếu tố nó bật hồi trở lại bởi vì thường nó nguyên cả buổi sáng là hôm nay là coi như là giao dịch rất là ảm đạm rất là điều hiu các anh chị ha rất là ảm đạm rất là điều hiu đấy hôm 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 qua này à, hôm nay thì phiên buổi sáng thì thì uh, có cái lệnh mà nó khớp đến từ cái việc là cái cái mẩu cổ phiếu gì nha các cái cổ phiếu bất động sản này với lại là các cái cổ phiếu uh, Benny á, đó tụi nó khớp nhiều. À, với lại là hôm nay là giảm điểm từ phiên sáng mà coi như là nó ép nhà đầu tư bán ra tương đối. đấy thì hôm nay là ai bán ra thì theo tôi nghĩ là quanh quanh vùng này là vùng đáy rồi. Đấy, bởi vì hầu hết là các cái mã cổ phiếu nó có đã về lại một cái ngưỡng hỗ trợ. còn những thằng nào bắt đầu hôm nay nó mới đục được cái vùng đáy á, thì khả năng cao ngày mai nó cũng sẽ là một cái cú mà bia cháp và trước khi nó có một cái nhịp nó cũng phục hồi theo thị trường chung thôi nha. Yeah. Nên là các anh chị chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cái bài để mà tạo lập họ lấy ra họ đè họ ép họ bán đối với lại các anh chị nhà đầu tư họ ba họ ép các anh chị chúng ta bán với cái giá thấp rồi sau đó nó hồi lên cho lại khoảng tầm một hai cây các anh chị chúng ta lại thấy hứng hứng khởi chúng ta lại hưng phấn chúng ta lại lao vào rồi lại tiếp tục chúng ta đu đỉnh nữa thôi. Đấy đó là rất là nhiều cái bài mà chúng ta thường xuyên chúng ta gặp và chúng ta mắc phải ở trong những cái nhịp mà nó đè giá nó như nào à, à nó nó gì nó, nó gom hàng đấy. Nên là các anh chị chúng ta lưu ý giúp Tuấn những cái điều đó nhé. Rồi ngoài ra thì các anh chị chúng ta sẽ thấy là hôm nay tiếp tục nước ngoài là cái cái nhóm tổ chức là như nào à, à, bán rồng ra rất là nhiều, khoảng tầm là 660 tỷ cổ phiếu. Trong khi đó là nhà đầu tư cá nhân là hầu như có gom. Nhà đầu tư cá nhân lại tiếp tục gom. Đấy. Đây này, này, nhà đầu tư cá nhân mua rồng khoảng tầm là 400 tỷ và tự doanh cũng mua rồng là khoảng tầm là 400 tỷ. Có coi như là gánh lại những cái khoản mà như nào à, nước ngoài họ bán ra, các anh chị ha. Đó nhìn chung thì uh, theo Tuấn thấy thì bây giờ là nước ngoài họ rút cái tiền họ, họ chốt lại họ rút tiền về uh, để mà họ đổi lên về lại đô la nó cũng rất là bình thường thôi bởi vì đô hiện tại nó sẽ có xu hướng là nó sẽ tăng trở lại đồng đô la nó mạnh hơn mà thì chắc chắn là cái đồng tiền nó sẽ thế nào à, nó nó tăng trở lại thì họ có thể họ thiên hướng họ rút về và họ đổi chuyển đổi sang thành đô la thế thôi đấy và cũng như là những cái loại dự báo về cái 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 tình hình tại À, là vĩ mô nó không được tốt đẹp như mà tôi có chia sẻ rồi đó Đấy, thì họ đề phòng họ quản trị rủi ro thôi họ có thể họ chốt lại một phần nào đó các anh chị ha Đấy, cũng rất là nhiều mà nói chung là họ cũng rất là nhiều tiền không không nói trước được hết đâu Đấy, nhưng mà về lại chúng ta thì chúng ta chỉ đi nên đi theo những cái bước chân của tạo lập thôi Đấy, nên là chúng ta sẽ không có mạo hiểm chúng ta đánh ngược lại cái trend của thị trường là trend, trend là sideways down xuống như thế này các anh chị ha đó thì đó là những cái lời mà mà tuấn chia sẻ và tuấn rất là thật lòng với các anh chị nhà đầu tư và không có hề là phải là tuấn đã bán hàng ra rồi là tuấn đi hô là nó sập hay là gì đâu cả mình tuấn tuấn sẽ nhìn vào những cái động thái những cái sự vận động của thị trường để mà tuấn đưa ra những cái sự phân tích và tư vấn gửi đến với lại các anh chị nhà đầu tư ấy một cách gọi là là như nào ạ à? à? có trách nhiệm nhất có thể mà Tuấn gửi đến cho các anh chị chúng ta và những cái kinh nghiệm và những cái bài học xương máu Tuấn đã trải qua và chúng tôi gửi đến với mọi người. Các anh chị nhé. Rồi à, thì à, thực sự là giờ phân tích cổ phiếu nó cũng không còn quá là như nào ạ à? à? quá là 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 là, là um, quan trọng nữa mà chúng ta sẽ phải chờ tất cả là đều phải chờ với lại là thị trường chung bởi vì thị trường chung nó ảnh hưởng tới phần 90% phần trăm các cái cổ phiếu nó sẽ vận động theo thị trường chung thôi các anh chị à, và sẽ rất là hiếm những cái cổ phiếu nào nó có thể đi riêng lẻ được ở trong cái giai đoạn này đấy thị trường chung thông thuận lợi thì thôi chúng ta đừng có cố chấp làm gì ở kiếm lợi nhuận ở đây nếu có thì các anh chị chúng ta cứ bay qua bên phái sinh để mà chúng ta lon sọt thôi các anh chị ha đấy thì cho nên đó là hiện tại thì mọi người đừng có nên quá là tốn công để mà mua thăm dò cổ phiếu ở giai đoạn này chưa chưa phải là lúc thì theo tôi thấy thì có thể là ngày mai sẽ là một cái 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 nhịp mà nó đạp sâu đó, thì có thể là về lại những cái vùng hỗ trợ dưới biên dưới của cổ phiếu thì nó sẽ có những cái điểm bật hồi chẳng hạn như uh, liên việt ở đây phi ngày thứ À, thứ năm vừa rồi nó cũng có một cái cây là, là no đi mình ba cho một cái nhịp giảm này ấy thì nó có thể nó sẽ giảm thêm cây này cây này và tiếp tục giảm thêm một cây nữa thì phi ngày mai nếu mà nó đánh nằm sàn ở vùng giá là hoặc là nằm nằm thấp ở vùng giá 13.5 các anh chị chúng ta vẫn có thể là canh vô mua được nhá yeah. rồi chẳng hạn như tiếp tục như ví dụ như có mb cũng vậy chẳng hạn nó về lại dưới 17 là các anh chị chúng ta cũng có thể là chúng ta mua được nhưng mà đối với là những cổ phiếu này thì nó bật hồi thì nó sẽ khá là yếu các anh chị ha rồi STB cũng tương tự vậy. Nếu mà nó có về là khoảng tầm 23 thì các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể là à, chúng ta canh chúng ta mua cũng được để mà chúng ta ăn một cái nhịp tay cộng. Đấy, ngày mai chúng ta vẫn có thể mua được tay cộng nếu như mà đặt mua ở cái mức là, gọi là à, thấp của trong ngày. Đấy, các anh chị chúng ta cứ nên đợi nha. em nghĩ là nên đợi được. Đó, những cái cổ phiếu như là VIP là tôi cũng đã có những cái dự báo trước cho các anh chị chúng ta rồi cái còn banh cũng tương tự vậy này về lại được cái vùng là trước thì các anh chị chúng ta cứ mạnh dạng chúng ta vô chúng ta long để ăn một cái nhịp hồi hồi xong rồi T cộng um, là, là, là 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 phẳng luôn ở ngày mai là thứ ba thì thứ năm hàng về các anh chị chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái khoản lợi nhuận nha à, chúng ta sẽ có một cái khoản lợi nhuận tương đối thôi không nhiều các anh chị chúng ta chỉ cần bỏ ra 10% thôi nha không nhiều đừng có bỏ nhiều quá rồi hôm nay dòng dầu khí thì cũng hơi bị su chút xíu là có BVD là nó khỏe này Đấy, BVD là kéo rút chân lên như thế này là tương đối là tốt Nhưng mà cái càng lên cao như thế này thì cái xu hướng của nó nó có thiên hướng nó đang dễ bị bẻ gãy hơn Nên là cũng cần cẩn thận một chút xíu BVD cũng tương tự như vậy ha Hôm nay là mình cũng bảo là canh chốt những cái lúc mà BVD nó lên được 26 Rồi cũng như là BVD nó lên được trên 21 Thì cũng có thể là canh chúng ta chủ động chúng ta chốt dần ra Các anh chị nhé. Ba hôm nay cũng khá là khỏe khi mà nó giữ được tham chiếu. Nhưng mà nhìn chung là nó sẽ rất là nặng mông. Và Tuấn sẽ không mua tiền nhưng mà cổ phiếu như thế này. Bết rồi thì nó cũng đã yếu đi rồi. Về lại cái đấy trước ở vùng 15.6 ở đây rồi. À, có thể là canh mua được ở đây. Nhưng mà nó sẽ tương đối là chậm. Và cái nhịp, nhịp bật của nó nó sẽ uh, không có được mạnh cho lắm. Theo cá nhân cũng thấy là như vậy. Yeah. Rồi uh, dòng nào nữa nha. Dòng uh, chứng khoán. Dòng chứng khoán thực sự là đoạn này nó rất là yếu. Đấy, hôm nay là bị ép bán này, gãy này, mất cái kênh rồi đúng không? Đấy, bán thủng như thế này là mất kênh tăng ngắn hạn rồi thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian và những nhà đầu tư kẹp hàng này, này cần phải hấp thụ một cái khoảng thời gian tương đối là lâu nữa đó. Thì các anh chị chúng ta cũng nên né cái nhóm cổ phiếu dòng chứng khoán ra, các anh chị ha. Kẹp hàng một nhóc ở trên đó thì làm sao mà đánh vượt được? Rất là khó và cũng sẽ rất là lâu. Đấy. Rồi ví dụ chẳng hạn như Visa hôm nay bị bán mà không có volume lớn này, các anh chị có thấy không ạ? À? Bán thủng mất cái nhịp trendline, lai, đường trendline lai ở đây mà như nào ạ? À? à, bị bán với khối lượng không lớn thì những cái nhịp như thế này này có khả năng quay về nó, nó nó nó, lấp lại hoặc nó test lại cái đường trên line như thế này là hoàn toàn có thể xảy ra giống như vnx của chúng ta khi mà uh, khi mà như nào à khi mà phá vỡ cái trên line này ấy thì có thiên hướng nó quay về nó lấp lại cái hoặc là nó test lại cái đúng không nó test lại cái xong nó lại tiếp tục nó quay đầu nó điều chỉnh nó giảm Đấy, thì những cái mã cổ phiếu nó cũng có yếu tố là như vậy những cái hỗ trợ nó bị gãy xuống thì nó có thiên hướng nó test lại test lại không thành công thì chắc chắn nó sẽ quay đầu nó giảm tiếp rồi À, à, các anh chị ha. Đó là chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý nhé. Chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Rồi thì ngay cả dòng bất động sản cũng bắt đầu là hẻo rồi. Bất động sản cũng bắt đầu mấy con nhỏ nhỏ nó cũng hẻo rồi. Úi rồi, ví dụ như xe mà con nó về 19 này. ấy thì ngay khi mà Tuấn mua 22.5, 22.7 ở đây cái hàng vừa về. là thôi Tuấn báo suốt luôn. ở những ngày sau thì cũng tranh thủ mà canh mà suốt đi. Chứ còn giữ làm gì cho nó mệt đầu nữa. Mà xuống dưới đây mà báo với các anh chị ta bán đi thì rất là dở ha sẽ có khả năng nó phục hồi lại được nha nó có khả năng nó phục hồi lại được nhưng mà phục hồi không đáng kể có thể lên được khoảng tầm vùng 21 21.5 thôi không quá nhiều đâu các anh chị nha nên là chúng ta lưu ý chúng ta nên cut loss ở những cái nhịp như thế này Đó. rồi hay những cổ phiếu nhất đích như thế này là còn tiếp tục giảm rồi sai quay down xuống như thế này là rất là khó chịu và cái cái xu hướng chính của tụi nó là rất là yếu các anh chị ha Đấy, nó rất là yếu đừng có nên tham và đối với lại những cái cổ phiếu như thế này ấy chết dở chết dở nha rồi chỉ có trong đây đó, chỉ có một vài thằng thôi. Nhưng mà hôm nay cũng thấy bắt đầu nó yếu yếu đi rồi. Ví dụ như là Long Điền này. Đấy. Rồi hay như sr này. SCR nó vẫn còn khỏe chút xíu. Nhưng mà nổ volume liên tục ở đây á. Thì chúng ta cần phải cân nhắc cho lại. Nha. Cần phải cân nhắc cho lại cũng được. Nắm giữ tiếp vẫn được. Chứ không thành vấn đề. Nhưng mà chủ yếu canh chút lại thì theo Tuấn thấy thì sẽ ok hơn. Các anh chị ha. Rồi. Ok. Thì chắc cũng không còn quá là nhiều những cái gì ạ. À những cái sự à, chú ý đến những cái cổ phiếu khác hoặc đặc biệt là thị trường chung nếu mà nó chưa thuận lợi hoặc là nó chưa có những cái tín hiệu nào mà an toàn để mà các anh chị có tham gia vào đó, thì à, Tuấn sẽ chưa có báo điểm mua đối với lại các anh chị nhà đầu tư còn mà anh chị nhà đầu tư nào mà thích à, mạo hiểm thích bắt đáy á thì chúng ta sẽ canh nhưng mà cổ phiếu ví dụ như nó chiết khấu hơn tầm là 20-25% hoặc thậm chí là 30% thì là canh vô bắt được ví dụ nhịp này này chẳng hạn như ở đây à, nó đâu đó chiết khấu khoảng tầm là 10, 14% rồi về lại quanh cái vùng đáy trước rồi thì ngày mai nó có giảm thêm một nhịp nữa. Về lại quanh vùng, ngưỡng ở vùng là 20, 20.5 là có thể canh chúng ta bắt được. Thì chúng ta sẽ ăn một cái nhịp hồi. Ha à, các anh chị ha. Đấy, nó sẽ về lại đâu đó khoảng tầm là có thể là 20 hoặc thậm chí là dưới 20 càng tốt. Ui giời như thế này. Đó, quanh quanh ngưỡng vùng 20 nó sẽ có những cái điểm bật hồi các anh chị nhá. Ha. À, những con này thế nào nó cũng đục à nhá. Đấy, thì đó là cái chia sẻ của Tuấn về thị trường chung. À nếu mà các anh chị chúng ta thấy hay và bổ ích Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like cái video này hiểu em mà ủng hộ Tuấn nhiều hơn nhé Thì chắc chắn là mà Tuấn không có muốn các anh chị chúng ta bị kẹp hàng quá là lâu hay là Tuấn hô uh, thị trường nó sập đâu Nhưng mà mọi cái sự uh, thật và, và, và mất lòng thì nó sẽ luôn diễn ra và và các anh chị chúng ta sẽ phải đối diện là với chính cái 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 những cái quyết định mà mình đã mua sai ở những cái thời điểm vừa rồi để mà chúng ta có cái gì đưa ra một cái quyết định dứt khoát và dứt đoán quyết đoán là chúng ta phải cắt lỗ đi anh chị nhé. Rồi, cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo.